Kính thưa, vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến. Thế Mai Phong tiếp tục gửi đến quý vị hình ảnh mô hình nuôi bồ câu của nhà anh Nghị ở Lý Nhân, Hà Nam, rất là hiệu quả. Những con bồ câu non đây, con nào cứng cứng cho em chị ạ? Cái gì? Kiếm em con nào to to ạ nhé. Ơ được con này, xong con này to này. Con gì? Đây con đực. Đực. À đực cứ nhảy với con đấy à? Ừ. Đực đấy. Kiểu đực to nhỉ. Những con nhỉ. Bắt cho mày đôi chim nuôi nhá. Bắt chim nuôi đi cho nó chắc chắn. Ừ. Màu đẹp à? Màu trắng à? Thường có màu màu gì? Cái gì? Lấy màu trắng ấy mà. Xin mua ở vườn này chỗ này hay ở chỗ khác? Đằng kia có dãy nữa mà. À thế à? Ừ. Đây là dãy cái dãy này không được à? Những con to này được không? Con to nào? Đây này. Không, cái ai đây? Đằng kia nó có to như này không hay là? Tao cứ chim cho mày chim nuôi tao phải cho chim kia chứ không phải đâu phải đâu. Và đấy cái đôi màu trắng được hay là màu trắng hay màu gì nữa cho nó đẹp đẹp một tí. Cái màu gì nó sạch sạch nó đẹp cho em. À, nó kêu cái gì, cái gì kêu đấy? Hả? Chim kêu cái gì? À, chim kêu. Đi ra ngoài kia, đi ra ngoài kia ta bắt cho đi con. Con này đẹp nhỉ? Con nào? Đây. Con này được. Con bố mẹ của nó, chim bố chim à. Mẹ. Ra đây cho bắt cho mày này. Đây. Nó bắt cho mày đôi này về không không mấy chỉ việc nuôi thôi nó ăn khỏe rồi. À. Ừ. Ở đây lại toàn bố mẹ à? Đây toàn chim bố mẹ nhỉ? Bố mẹ mới chim non. Rồi ok. Và tiếp theo là một chuồng thứ hai nữa quý vị ạ. Và cho cái màu trắng trắng nó nào nhìn nó đẹp đẹp nó khỏe mạnh nhá. Rồi. Nhá. Màu trắng hoặc cái màu nãy cũng được, một con đốm trắng một con đen trắng. Em thích cái hình thức nó phải đẹp một tí. Đấy à. Không cái đôi dưới kia được không? Đấy. Ừ. Vâng. Đấy một con trắng con đen trắng. Đôi này được không? Đôi nào? Đôi này không, tôi con đang đẻ rồi, đôi này được không? À, đang đẻ. Đấy lấy một. Nhưng mà đôi này chưa đẻ à? Chưa, chim mới thì tao mới. Thế đôi dưới này đi, đôi dưới được không? Đôi dưới nào? Đôi này. Nó nhìn hình thức nó đẹp một tí. Ừ thì đẹp thì cho mày đẹp luôn. Cho đẹp luôn. Đấy thôi chủ. Rất là vui tính. Đôi này để bỏ cái bóng kia, bỏ cái này. Đấy thì có cái bề rồi, em có cái bề rồi. Đến thăm mô hình nuôi chim rất là hiệu quả của nhà chị, đơn giản. Ở cái lồng này mua ngoài kia cũng có ạ nhỉ? Lồng người ta bán. À chị bán lồng à? Mày điên, vừa bán chim vừa bán lồng luôn. Bao nhiêu một cái lồng này? Hả? Bao nhiêu một cái lồng này? Cái lồng này giờ sắp lên 180 đô một đôi cả lồng, hai đôi. À. Trước đây chỉ có 150 thôi. Đây thế à? Trước đây chỉ có 150 thôi. Đúng rồi, thế mẹ mua ở ngoài kia, đặt ở ngoài kia rồi để hôm nào mua. Vừa đặt ở ngoài kia. Anh lắp cái này. Ơi, anh lắp anh ra được mấy đôi, còn mấy chuồng thì còn mặt ở đằng kia còn hai bao nữa cơ. Rồi, đôi chỗ này thích chưa này? Đôi nào cũng đẻ một cặp. Ừ. À cứ đẻ là dồn xuống đây hả cơ? À không, cứ nó đẻ nó xong rồi từ nó lông nó dài ra từ bỏ xuống. Chị có thể chia sẻ là một năm đẻ được mấy lứa chị nhỉ? Thế? Một năm đẻ được mấy lứa? Một năm á, của nó là ba lứa. À 4 tháng một lứa. Mỗi lứa hai con đều hay là có lứa nào ba con không? Chỉ hai con. Không có lứa nào một con không? Thế hay toàn hai con? Toàn hai con hết. Quá đẹp. Chúng ta xoay đảm bảo rồi mà. À. Bởi vì được cái đực là phải cho nhảy riêng nhỉ? Ờ đấy, một con được con cái cái đôi của nó đây. À. Chim này. Chẳng kéo về giá là dám giết. Giết con này, mua. Con này chị mà xuất ra là phải hai trăm. Mua cho thằng cò, mua cho con em. Ừ, mua ăn. Hả? Mua ăn chứ có phải nuôi đâu. Ừ, tao bán cho mày đấy, đôi này là chim đang sắp đẻ cái đôi này. Mà xuất là phải 200 đấy. Đẹp nhỉ, quay tí nó đủ 5 phút để gửi đến quý vị hình ảnh nuôi chim rất là hiệu quả mà đơn giản. Thấy làm chuồng rất đơn giản hợp lý cơ. Này cho ăn cám uống nước. Ôi ngày chơi cái ngày đẻ là phải ghi này á? Ừ, ngày đẻ ghi. Tức là ghi xong lại gạch đi à? Không, ghi xong không khi nó nở là gạch đi. À sao lại ghi chỗ mới? Lại ghi nếu con nó đẻ lại ghi vào ngày mới. Ồ, đây là một cái điểm cộng rất là đáng đáng hay nhỉ.
Anh nghĩ con to này là toàn chim bố mẹ này cơ. Ừ. Cứ nuôi dần nó to này. Con này mấy năm rồi to này? Hả? Con này được mấy năm mà to này? Bây giờ ơi, này đôi này mình biết không, tao mới ra được tháng rồi mà nên này. À. Mới nhưng mà về giờ mổ gạo mổ sắp được không? Ôi giời, tớ nay mình xem bố mua hột to tướng nó mổ về kìa. Về em sợ để nó mấy không, ngày nó không. Mày cứ bắt gạo cho nó mổ. À rồi ừ. Ok. Gạo đầy gạo ừ. Nhà. Nhà có điều kiện gạo mà. Hay nhỉ, được, làm rất là chuyên nghiệp. Chăn nuôi rất là hay. Hiệu quả. Đấy phải làm nhiều nhiều nha chị, đây phải bó bán nhỉ. Ừ, đấy cho nên là... Nhưng quả trứng thì làm sao đâu? Quả trứng thì nó cũng có bổ trứng đấy. À. Ừ. Chứ, chị lúc nào chẳng có hàng xuất. À, lúc nào, vào đây lúc nào muốn mua là có. Ừ, lúc nào chẳng có. À, là chị. Khách, như chim. Khách thật sự nó lên mạng này, cứ khách nào ăn đặt nó là nó làm sẵn, nó mang đến tận nơi. Chim thịt, chim ấy có hết đúng không? Ừ. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi Phong gửi đến hình ảnh nhà nuôi chim bồ câu rất là hiệu quả của nhà anh Nghị. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.